nó ẩm thấp, ẩm ướt nha. Mà gorilla nó rất là dạng nha, nó như con người thôi, rất là thông minh nữa. Đến gặp gorilla là mình phải đeo khẩu trang lại. What's over here? This over here. Okay. Thank you. All right. Yeah. Cơn dữ. Yeah. My suit is very slip. Đều có nguy cơ gặp thú dữ. Chính vì vậy thì mình phải đi cùng những anh ở trong quân đội để có thể là bảo vệ mọi người. What's up there? Yeah. Để đến được khu rừng Bukini này, đầu tiên thì mình phải đến được Uganda. Và từ Uganda mình sẽ đi nhiều chuyến xe, mình nối chuyến liên tục. Đi tới vùng sâu vùng xa thì mình sẽ đến được cạnh khu rừng Bukini. Đây là khu rừng nhiệt đới nằm tận sâu bên trong vùng sâu vùng xa, nơi xa xôi hẻo lánh là biên giới tiếp giáp giữa các nước Đông Phi. Chào các bạn, bây giờ mình đang ở trong rừng nhiệt đới ở châu Phi. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong rừng nhiệt đới châu Phi để làm một điều rất là hay và độc nhất chỉ có tại khu rừng Bukini này. Đó là mình sẽ vào trong rừng nhiệt đới để mình tìm gorilla. Và gorilla là một trong những loài động vật quý hiếm nhất ở trên thế giới này và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất ở trên thế giới này. Hiện tại là cả thế giới này chỉ còn khoảng 700 con thôi. Trên 700 con một xíu, chưa tới 750 con. Và nơi duy nhất mà gorilla sống chính là khu rừng Bukini này. Và đây cũng là nhà của gorilla luôn. Hiện tại thì mình đang đi cùng với một đoàn gồm rất là nhiều người Tây và rất nhiều anh kiểm lâm, những người mà sẽ bảo vệ và dẫn đường cho tụi mình đi vào trong khu rừng này. Trước khi đi vào trong khu rừng này thì hãy xem thử 2 tiếng trước mình đã bắt đầu hành trình này như thế nào ha. Ở đây có nhảy nè các bạn. Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được thưởng thức những điều nhảy của bộ lạc sống ở trong rừng Queenie này. Và đây chính là điều nhảy của những người bộ lạc. Những điều nhảy truyền thống của người bộ lạc sống tại khu rừng Queenie này thì họ tạo ra những âm thanh bằng những giọng hát, những cái đập tay hay là những cái khua người ta đeo ở chân, ở tay. Và người ta tạo ra những âm thanh nhịp điệu rất là hài hòa. Những điều nhảy thì cũng rất là đậm chất của những người sống ở trong khu rừng nhiệt đới ở châu Phi. Và sau khi đi nhảy này kết thúc thì cũng là lúc tụi mình phải học về khu rừng này, học về gorilla và biết những điều mà những kiến thức cơ bản để mình có thể đi vào trong khu rừng này hay là tiếp xúc với gorilla cũng như là giữ khoảng cách với gorilla hay là những thứ mà cần phải trang bị khi mà đi vào khu rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi như thế này. Bây giờ họ sẽ giới thiệu là mình sẽ đi vào bên trong, mình trekking như thế nào, có những quy định nào. Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang các bạn. Nếu mà không đeo khẩu trang người ta không cho tiếp xúc với gorilla. Rất là đông người, người Tây mà, có mình là người châu Á thôi. Và bắt buộc là mình phải mặc áo tay dài các bạn. Ở đây là mình mượn ở đây, tí nữa mình ra mình gửi tiền thôi. Mình phải chọn một cái cây. À, ok. Tại vì đây là trong khu rừng quốc gia, có nghĩa là nhà nước, chính phủ sẽ kiểm soát cái khu này. Có quân đội rồi rất là nhiều. Nên là tất cả đều phải bắt buộc, phải theo quy định các bạn. Oh, thank you, Nico. Ở đây một nhóm là sẽ có những người này. My name is Lorian. Lorian is my name. Lorian. Lorian. Lorian said me of working with these two dangerous people. They should be. No. So I'm going to give you this book. Put your names in complete. The way you reach them for 20 years. Đây là bước tiếp theo và tụi mình sẽ phải điền tên vào trong cái sổ đó để cho họ có thể là quản lý được, kiểm soát được, đính danh được các bạn. Lỡ đâu ai đột nhiên vắng mặt thì lại mất công nữa. Ngoài một anh trưởng nhóm ra, còn có 2 người cầm súng đi theo các bạn để bảo vệ. Vì đây là trong rừng quốc gia và có rất nhiều động vật ở trong này nữa. Có bó đốm này kia thì 2 anh chị này sẽ bảo vệ. Và đây thì mọi người đang ghi tên của mọi người vào trong sổ đây. Có cây này. Oh, thank you. Wow. Comedy dance for us before we start. Sau khi được phổ biến về kiến thức rừng rậm cũng như là gorilla,
Sau đó tụi mình được chia thành nhiều nhóm, ra những nhóm cũng như là giới thiệu về bản thân hay là giới thiệu về các trưởng đoàn hay là gồm những thành viên như thế nào, những người bảo vệ, những người dẫn đường. Và bây giờ là lúc đi vào trong rừng rậm rồi, đi tìm gorilla thôi. Là tí nữa là tụi mình sẽ phải tách nhóm rồi các bạn. Bây giờ là sẽ đi chung hết. Đây là một khu rừng nhiệt đới lớn và luôn có nhiều tầng. Trong rừng thì có rất là nhiều cây thân gỗ, dây leo chằng chịt, rêu phong, động vật thì rất là phong phú. Anh nãy anh vừa nhắc là chỗ này rất là trơn nên là cẩn thận. Nhưng mà mình có cây này rồi, đây, không sao, phải mang găng tay nữa nha. Nhưng mà tính ra cái này nó không trơn bằng đi leo Everest đâu. Đi ở trong băng nó trơn hơn nhiều á. Wow. Oh, my suit. Wow. Vừa nói là trơn liền. Cho giày mình nó bị trơn á. Giày mình trơn lắm. It's okay. Maybe because of my suit. Tại vì rừng đây là rừng rậm nhiệt đới các bạn. Rừng rậm nhiệt đới châu Phi nên là trơn lắm. This way. Rất là trơn nha. This is over here. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. All right. Thank you. Okay. Let him assist you. Yeah. Wow, trơn dữ. Yeah. My suit is very slip. Yeah. Lên dốc xuống dốc mà chỗ này là rừng rậm, đúng chất là rừng rậm nhiệt đới luôn các bạn. Nó ẩm thấp, ẩm ướt nha. Trơn lắm. Tay không à, có mình là người châu Á thôi. Nói chung mình không phải là khỏe mạnh gì, mình chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà đi ở chỗ này rất là tự tin, tại vì hồi nãy mình thấy có hai anh mập. Anh mập lắm. Không thể nào mình đi chậm hơn anh mập được. Ở châu Phi thì khắp mọi nơi đều có nguy cơ gặp thú dữ. Chính vì vậy thì hoặc mình phải đi cùng những anh kiểm lâm, hoặc là mình phải đi cùng những anh ở trong quân đội có trang bị vũ khí để có thể là bảo vệ mọi người. Yeah, maybe I will go this. It's not up there. But there's so much there. Yeah. Yeah. Wow, dày đồ. Giờ dày là rất là thơm tho rồi nè. Yeah. Oh, thank you. Mọi người đều phải đem theo đồ ăn vì dự định ban đầu thì sẽ vào rừng cả ngày. Đi vào sâu trong rừng chính là nơi ở của gorilla. Đường thì rất là dốc và ẩm ướt. Nhưng mà may là được các anh kiểm lâm dẫn đường, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Việc của mình chỉ là bám sát theo các anh ấy. Qua những đoạn đường nhất định, mọi người luôn dừng lại để chờ nhau, đảm bảo số lượng đầy đủ. Các anh kiểm lâm thì luôn hướng dẫn an toàn và giới thiệu về nơi sống của gorilla. Mắt của hai này màu xanh các bạn. Anh hai này anh biết là mình là người Việt Nam. Anh kêu là anh nghe là giọng của người châu Á mà kiểu như cái ngữ điệu là anh biết là người Việt Nam, tại vì anh tới Việt Nam một lần rồi. Hai anh này là người Ba Lan và anh nói là ở Ba Lan có rất là nhiều người Việt Nam. Giờ tiếp tục lên đường thôi. Yeah, I'm okay, thank you. I'm very strong. Gorilla là một loài linh trưởng thuộc họ người, là động vật ăn cỏ sống ở trong rừng rậm ở châu Phi,
là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. Và họ hàng gần nhất của gorilla chính là con người và hai loài tinh tinh. Trong khu rừng rậm Quindy này là nơi duy nhất trên thế giới này có thể thấy gorilla và cũng chính là nhà của gorilla luôn. For us some good shortcuts and telling us where the location where these animals are. So we are at the location where the gorillas are. So before we go, we move to the gorillas. So these guys can tell you their names and you know which team you're working with today. Hello. Hello. I'm Richard. Richard. Hi Richard. Hi Richard. Jonas, my name. Jonas. Jonas. My name is Roland. Hi Roland. Hi Roland. One of them is that we shall try to maintain the 10 meter distance between us and the gorillas. Sometimes you are standing behind the tree and the gorilla is coming towards you. You don't have any space to go some step backwards. What we advise you to do is to remain in one position, standing still, until the gorilla may come and then go, pass you and go. It may touch you, we don't recommend that, but it's fine. If it is a good contact, we'll let you know, and a bad contact, we'll let you know. What to sometimes do with bad contact? Bad contact will be charging you, giving you some bros, or pulling you and going with you in the forest. Okay. And sometimes these gorillas may charge due to different reasons. When it charges, what we advise you to do is stand still, remain in one position. Me, the team of trackers and these guys is to make sure that you are very safe, so don't run away. What may come to our mind is to run away, but that is not the best option, okay? Until when you see maybe all of us running away, then you follow us. Okay. Before we run away, please make sure you are there with us. Flash photography is prohibited. Make sure your camera has no flash. No. I think, thank you very much. We shall put on our masks 100%. From a 0 minute up. Bây giờ là phải đeo khẩu trang lại rồi. Anh. Bây giờ mình phải lấy camera ra, phải đeo camera lại mới được. Hồi nãy anh này nói là khi mà thấy những người chỉ đường trước này, có nghĩa là mình đã đi vào khu vực có khỉ đột rồi các bạn. Gorilla, tiếng Việt mình hay gọi là khỉ đột, là một loài linh trưởng gần với con người nhất. Nghe tiếng khỉ đột rồi. Yes. Gorillas can also tumble. Yes. Ở đây có một con khỉ đột nhỏ đây. Nó nằm ở trong cái hộp cây này. Đó, đó, đó. Bây giờ đang chuẩn bị thôi các bạn. Tại vì gorilla nó sẽ đi theo đàn. Và khi mà thấy một con nhỏ này có nghĩa là nguyên cái đàn nó ở đây. Người ta đang chuẩn bị để mình có thể thấy được gorilla một cách thuận lợi nhất. Mọi người đang tranh thủ chụp lấy những tấm ảnh hiếm hoi trong cuộc đời. Những tấm ảnh với gorilla. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Ở đây là có một đại gia đình gorilla luôn nha. Ở đây mình không có dám nói to. Có hai đứa nhỏ nữa nha các bạn. Hai con nhỏ này. Mỗi con mẹ thì đều ôm con nhỏ xíu à. Con nhỏ này là nhỏ nhất ở trong khu rừng này rồi. Và nó chỉ mới 2 tháng tuổi thôi. Và mỗi con gorilla ở đây đều có tên cả. Nhưng mà mấy con nhỏ này thì nhỏ quá nên là chưa có tên. Còn mấy cái con lớn này thì có tên cả. À, tên của nó là có nghĩa là không sợ gì hết hay sao. Hồi nãy là nói mình quên mất tiêu rồi. Con lớn này có vẻ là buồn ngủ lắm rồi. Nó chăm con của nó. Rất là từ tốn. Con to này là con đực. Wow, giống như trong phim gorilla thôi. Phim King Kong. Ở ngoài nó to lắm các bạn. Nó to phải gấp đôi, gấp ba mình luôn á. 50% is feeding. Then 20% is resting. When we start viewing, sometimes they start resting because they also want to be seeing us. Con lớn này đang nằm ngủ ngon lành. Con lớn này là con đực này. And why are they moving every day? Only for just food? Just looking for food. Only for gorilla food. Gorilla movement is very normal.
And you should know that these gorillas are 99% vegetarians. The only percent is mixing the black tail ants and some termites. Mm. And being 99% vegetarians, it will not mean that they will have to eat everything. They are selective. Có nghĩa là 99% là nó chỉ ăn cây cỏ thôi, nhưng mà không phải cái gì nó cũng ăn. And nó sẽ chọn lọc ra. The babies, are they only from the silverback or they're from different fathers? Actually, like this family has only one silverback. Okay? So all the babies are from him. Oh, con khỉ đột nhỏ này chỉ là 2 tháng thôi nè. Can you tell whether the small one is female or male? This one is not yet sexed. We have not yet come up with the correct data of whether they are male or female. À, con nhỏ này. Sex is not easy. Con nhỏ này thì chưa biết là con trai hay gái. À, con nhỏ này là con gái rồi, con trai rồi. Not me. Okay. I saw. Nếu mà nhỏ quá thì sẽ không biết là con đực hay con cái. Nhưng mà may là con này đã nhìn thấy được rồi. Nhỏ xíu là biết leo trèo như thế này rồi. Anh này thì ngứa, đang gãi đây. Những con gorilla này chỉ sống 50-60 năm thôi. Và con đực thì chết sớm hơn con cái. Nó có thể mang thai lên tới 2-3 năm luôn. Cái này mình chưa có thể nói chính xác được. Mình nghe anh Kiểm Lâm ở đây nói thì mình nói lại thôi. Con này bụng bự quá nha. Mỗi ngày thì nó sẽ ở mỗi nơi khác nhau nha các bạn. Và hôm nay là nó muốn ở chỗ này. Nên là nó sẽ dừng ở đây. Nó nghỉ. Nó đang bắt cháy bắt rợn cho người yêu nó. Cho vợ nó. Con nhỏ này nó cứ đi nó phá này. Nó trèo lên nó phá kìa. Nó chồm chồm qua bên này miết thôi. Mỗi ngày mình sẽ thấy gorilla nó hoạt động khác nhau. Không có ngày nào giống ngày nào. Hôm nay thì mình may mắn được thấy nó một bãi như thế này. Nó làm đủ thứ trò hết. Wow, nó vỗ con nó đó. Nhưng mà gorilla nó rất là dạng nha. Nó như con người thôi. Rất là thông minh nữa. Với lại thân hình của nó thì rất là to lớn. Đến gặp gorilla là mình phải đeo khẩu trang lại. Wow, con baby này nhỏ xíu à. Nhìn cái đầu nó đằng sau y như con người. Dù là mang thân hình to lớn nhưng gorilla thì có thể leo cây rất là giỏi. Và buổi tối thì gorilla vẫn có thể ngủ trên cây luôn. Nhưng mà thường thì nó sẽ ngủ dưới mặt đất. Tại vì thân hình to lớn của nó thì ở trên cây cả đêm thì không có tốt bằng là ở dưới mặt đất. Cũng chính vì thân hình to lớn mà gorilla sẽ đi bằng 4 chân. Có thể là hai tay 2 chân. Và khi chuẩn bị chiến đấu thì gorilla có thể đứng bằng 2 chân và vỗ vào trong ngực của nó. Nó đập mạnh vào trong ngực của nó để hù kẻ thù. Ồ, con nhỏ này. Gorilla thì chỉ sống ở khu rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi. Và đây là nhà của gorilla luôn, là nơi duy nhất ở trên thế giới này có gorilla. Và hiện tại gorilla chỉ còn chưa đến 750 con, có nghĩa là khoảng 700 con thôi các bạn. Wow, con nhỏ này rất là hiếu động nha, nãy giờ không ngừng luôn. Đâu phải bố mẹ của nó đâu. Nó là con của con gorilla cái đằng kia. Nhưng mà nó qua bên gia đình bên này nó chơi. Con khỉ đột này. Đúng y luôn. Đây là con khỉ đột nha các bạn. Mọi người hay nói con khỉ đột nhưng mà mọi người lại không biết khỉ đột là khỉ nào. Đây chính là khỉ đột gorilla. Những con khỉ đột được trưởng thành hay còn gọi là khỉ đột lưng bạc. Tại vì lưng của con khỉ đột là nó màu trắng. Gorilla là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới này. Và đã từng có khi nhận một con gorilla đực lưng bạc lớn tới 1m8, là từ dưới chân lên tới đầu của nó là 1m8 và nặng 230kg. Gorilla cũng là loài vật truyền rất là nhiều cảm hứng cho những bộ phim điện ảnh của Hollywood, như là các bạn có thể biết đến đó là phim King Kong được quay tại... Wow. Con nhỏ này. Có một phần của phim King Kong là được quay ở Việt Nam. Và gorilla cũng là cảm hứng cho bộ phim King Kong. Họ hàng gần nhất của khí đột chính là con người và hai loài tinh tinh. Và gorilla có ADN giống con người đến 98-99%. Okay. Con gorilla đực thì có nặng lên tới là 130-180kg. Và con cái thì có thể nặng là lên đến 120kg. Ok, bây giờ mình phải đi tiếp thôi các bạn. Có khi là không thấy gorilla là phải đi tới 6 giờ tối luôn các bạn. Nhưng mà bữa nay may là thấy sớm nên là... Ok, so how is everyone? Amazing. Amazing. You're happy? Yeah. Thank you. Gửi cho mấy anh này một ít. Chúc
chưa hết đâu các bạn. Bây giờ mình phải đi tiếp tục 2 tiếng đồng hồ nữa. Ok, bây giờ đi xuống thôi các bạn. Bây giờ tụi mình đang trên đường đi xuống. Bạn có thể thấy là những cái cây trong khu rừng rậm này rất là cao nha. Có thể tiện cho gorilla nhảy nhót giống như trong phim các bạn. Trong phim thì họ đến đây, họ nghiên cứu, họ lấy thông tin và họ lấy cảm hứng từ những con gorilla ở trong rừng Burkini này. Chứ không có nơi nào khác mà có gorilla cả. Gorilla là tên khoa học, tên tiếng Anh. Còn tiếng Việt mình hay gọi là khỉ đột đó các bạn. Cho các bạn xem xung quanh mình luôn nè. Wow, đã chưa? Giống như trong phim Tắc Răng vậy các bạn. Hơi là trong phim King Kong nữa. Còn mấy người đi ăn sâu đây. Wow. Vào trong này thì nghe chim kêu vượn hú nhiều lắm nha. Messi, you're... Wow, cái điều này hay vậy. Very interesting. Thank you. Đó chính là dao rìu của những người ở Queen D này. Thường thì một chuyến đi săn gorilla như thế này, mình tốn khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 30 triệu các bạn. Một chuyến rất là ngắn thôi, tốn 30 triệu hoặc là hơn 30 triệu á. Rất là ngắn đúng không? Nhưng mà giá tiền này so với một trải nghiệm mà gọi là độc nhất vô nhị trên thế giới này, nơi của gorilla. Hành trình này tính ra cũng không dài lắm các bạn, cũng vừa vừa thôi. Cuối cùng là cũng về được tới nơi rồi các bạn. Trả cây lại. Wow. First go the toilet and then come back here. Wow. Mấy cây này. Hình con gorilla luôn. Ồ, cây này cũng hình con gorilla luôn. Anh trưởng nhóm anh sẽ Sabine. Kiểm tra lại. Ok. Who is Kylie? Kaylee. Who is Paul? Kaylee. Dimitar? It's me. Điểm danh lại lần nữa. It's that. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. You have me a lot. Okay. Have a good day. Anh đang ghi cái email của anh vào. Mình sẽ chia sẻ. So I will share by via email. Yeah, yeah. Yeah, we share. Oh, that would yeah. be great. Thank you. Yeah, welcome. Anh này anh lại xin tại vì mình quay được nhiều đoạn phim. Ok. Thank you. Yeah, I will share Google Drive to you. Perfect. Yeah. Thank you. Welcome. Trở về từ hành trình vào rừng tìm gorilla, mọi người trở nên gắn kết với nhau hơn. Mọi người hỏi thăm về Việt Nam rất là nhiều. Sau đó thì mọi người đã đưa mình liên hệ để có thể chia sẻ ảnh với nhau. Những bức ảnh hiếm hoi mà chỉ có thể chụp tại khu rừng Burkini này. Hôm nay rất là may mắn, tụi mình đã tìm thấy gorilla sớm và trở về sớm. Lúc này thì bụng mình đã đói meo rồi. Không còn gì tuyệt vời hơn là được ăn những món ăn đã chuẩn bị từ trước đấy. Đồ ăn thì khá là đầy đủ. Ngoài ra thì còn có táo, có trứng, có bánh. Và chắc chắn rồi, không thể nào thiếu nước suối được. Mọi người đều sẽ được biết thêm rất là nhiều thông tin về gorilla. Mình đã hỏi những thắc mắc của mình về gorilla và được các anh người địa phương giải đáp rất là tường tận. Khu rừng Burkini này rất là rộng và có rất là nhiều vùng gorilla khác nhau. Có những nhóm gorilla hiền như mình đã gặp và cũng có những nhóm gorilla rất là hung dữ. Tùy theo mức độ hoang dại và sự cạnh tranh thức ăn khác nhau mà làm cho gorilla trở nên hiền hay là hung dữ. Sau khi ăn uống no nê thì mọi người được tặng giấy chứng nhận đã check-in, cũng có nghĩa là chứng nhận đã tìm thấy gorilla. Tất cả mọi người đều được nhận. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm thật đẹp với tất cả mọi người ở đây. Mọi người đã được tận hưởng chuyến đi tuyệt vời này rất là nhiều tại một khu rừng rậm nằm ở vùng sâu vùng xa. Tại đây cũng chính là nơi biên giới giữa các nước Đông Phi. Và đây chính là giấy chứng nhận tracking và tìm thấy gorilla của mình. Một tờ giấy rất là đơn giản nhưng mang một ý nghĩa rất là lớn và cũng là một kỷ niệm rất là đặc biệt trong cuộc đời. Gorilla tracking certificate và tên của mình. Mình chắc chắn sẽ đem giấy này về Việt Nam. Lại là một nơi đặc biệt nữa, gặp một giống loài rất là đặc biệt, thậm chí là rất là gần với loài người chúng ta. Loài vật mà từ lâu mình chỉ có thể thấy trong phim ảnh, còn ngay bây giờ thì mình đã tận mắt được chứng kiến. Cảm xúc lúc này thực sự rất là mãn nguyện. Và nơi đâu sẽ là nơi tiếp theo đang chờ đợi mình? Chuyến đi tìm gorilla đã kết thúc. Đã đến được nơi rồi. Và anh trưởng nhóm này, anh sẽ điểm danh lại từng người, xem có sót ai không. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.